ចូលមកមើលវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបានផងនេះបាទអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគំនិតនឹងការច្នៃប្រឌិតផ្នែកការអំពីដបទឹកក្រូចទាំងពីរមួយនេះអញ្ចឹងសូមតាមផ្នែកការមួយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងស្រឡាញ់ចុចចិត្តបាទបើចុចចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចចិត្ត ແລະຈັ່ງຕົກເວຫມួយຊັ້ນນະກັດຊັ້ນນີ້ຈັ່ງມາຕາຍັງກູກຶດເວຈໍານາມັນເດບາດຈິວຕາມອາທິດຂ້ອຍຍົກບໍ່ຕອດນີ້ຂ້ອຍຄູເວມາກູຖືຈະໄລໂຕເວມາສາດບາດໂອເຄບາດນັ້ນຂ້ອຍຍົກກໍາລົງເວນີ້ມາຍົກມາກູຖືຈະໂມດເວບາດບາດນະບໍ່ນັ້ນມາ OK quá. Và chỉ bắt đầu tiếp cho con các bạn mới gì cả. Lại đi tránh. บ่าโอเคบ่าเนาะแบบนั้นฮะอันนี้รูดมาไว้อ้ายตกเวียสั่นนี่ là cái chế độ này chào thành bấm này sẵn ok rồi kẹt cái đá tí trong một tiết này nên những cái ăn sớm á những cái lệch viên thì máu những và những vỏ viên máu những cái mặt trường máu thế đi hiện đấy và này em chế độ cho viên tích hiện đấy โอเคជាបន្តមកទៀតនេះយើងឆ្លេចវាទៀតមកពីទៀតបាទបែបហ្នឹងមកសំចឹងទៅយើងកាត់ទៅវាទុយវាធំអត់ស្មើថាយើងមិនស្មើថាវារោគណ្ដាលចឹងបាទអូខេចាំយើងកាត់ទៀតមក thêm của nó bạn đang món tôi mà tiết nè ở đây dân sao này cái dân dịch phục vị trực phí của ông bà là thế ta đây dân phục vị trực phí bạn này của nó thế thì bạn này ngái tỏ là dân phục vị đó đỡ không bạn ok của nó thế ai bạn chỉ một tao nè mùi nè dư cắt các bạn được chèn ngon bốn bạn ok cắt một tao một tít ông bốn đừng mới nè à đây nè xin làm đại diện cắt chân nốt chào nè
những thảo nó cắt những chân chó tại giờ mưa thế giờ mưa à này những cắt về chỉ để pì bà từ món này những giọt khang khang với em bảo này đây là bạn nét đặt khang nét chân tục pì này cái đà nó những giọt về một đặt này này những giọt về một cung khen chứ bảo này thì mất nhà sưu sưu những việc rất sạp khen bạn bạn ok chân máu ai vô một tổ khen này thì máu chọc về máu bà này ok bạn đánh tạo những đánh hơi việc hậu hai đã không bọn và giờ về một tiệm máu và và nè ok bài vừa mất và nè vâng bài nắng hãy dừng vô quay máu anh ấy bài mình màu và bà ok nè mà ấy chứng dịch ở việc chuột máu đấy nhận về rồi tôi biến và ok hãy trả khang này viết tụi bảo vị trí đẹp tật hóa hồn và anh ấy chắc thích lấy xe view chọn xe view về mà và ok anh ấy chọn môi môi về vào mà bạn ok bạn đang ngay tập là dùng dụng việc tập bánh thân nằm chứng ạ ទៅពីបានទស្សនាវីដេអូនៃការធ្វើផើការថ្មីមីនីរីម៉ូតតើបងប្អូនអរគ្នាទទួលបានហើយចំណុចដឹងក៏ដូចជាគំនិតក្នុងការធ្វើផើការថ្មីមីនីរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងស្លាញ់ចិត្តបាទក៏ជួយចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច ចង់តាមដានរវីដេអូថ្មីថ្មីអំពីច្បាប់ជាបន្តបន្តទៀតសូមកុំភ្លេចបាទជួយចុច Subscribe បាទសញ្ញាទាំងនេះនឹងជួយ Follow page របស់ខ្ញុំបានអ្នកមួយអូខេជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនតាំងពីដំបូងរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាយបាយនិយាយនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយជាបន្តទៀត